mình phải làm ra cái phước. Dạ con xin. Đúng rồi. Dạ. Cái phước nó dễ làm lắm, mình không biết thôi. Dạ. Mình nở một nụ cười thảnh thơi cũng là cái phước rồi. Dạ. Cái bữa tôi đám ma, có ông thầy đem rủ đi bữa sinh nhật, ông thầy sư đệ rủ đi đám ma rồi đi ăn luôn mừng sinh nhật không? Mà lỡ vô đám ma lâu quá thì bà cụ chết 89 tuổi. Dạ. Là 90 chứ phải 89 nhưng mà lấy tuổi bên nay á. Dạ. Còn cháu rất đồng. Mà ngạc đó thì quý thầy bên Mỹ thầy nào cũng sáng sủa với tôi, cái nghiệp trước nó sâu dài cho nên ở Mỹ 11 năm nó điểm đen. Nhưng tôi giờ tôi nghe mình từ quen cái tạc hay gặp hay cười rồi đúng không? Cái mới vô đám ma gặp thì ta sáng mình sẽ cùng cười. Cái tôi mới nhớ là tôi xin lỗi thì tôi già, xin lỗi quý vị. Tại vì tôi xấu xí cho nên tôi quen, tôi quen thể hiện cái sự vui để cho nó đỡ xấu xí. Chứ đúng là đám tang mà tôi cười là thành ra người vô duyên. Nhưng mà tại có nhiều khi mình quen cái nết rồi. Yeah. Giống như ví dụ như mấy người dự báo thời tiết như ông Hoài Linh, ông đó cũng như ông đấy. Cái mặt sao mà lúc nào phải tươi cười chứ đừng có quọng xuống như chó mặt xệ gì đó. Yeah. À, dự báo bão nó tối nay bão cấp 9, cấp 10, cấp 11. Mà nó cũng cười cho thành ra mình. Nên trả lại á, một nụ cười nó cũng là một cái phước rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình phải có chánh niệm mình cười trong lúc nào. Yeah. Lúc nào mình nên cười khà khà. Yeah. Lúc nào mình nên cười mỉm, nó cũng là cái chánh niệm, đó là cái uy nghi. Trở yeah. lại cái chú hôm qua cái cười đó, cái tôi nói chú ơi thôi bây giờ ở cái giống nói thầy cho con xin hỏi coi con muốn cúng dường thầy bằng cách nào. Tôi nói thôi đang lúc thầy đổ dồn lo cho người nghèo để mà hoàn tất cái chuyến Lào Cai tới 19-20 nè. Yeah. Thôi giống như chú cho đó là cho vô phước đó nhà không, con thì không muốn làm phước nữa. Thì tôi nói thôi ông nói tôi hiểu rồi, có nghĩa là tôi biết là sau này cái việc làm phước có nhiều người làm bị mang tiếng quá đó, con muốn trả nợ thầy à. Cái tôi giật mình nói ủa vậy là ông nghe pháp tôi cũng lâu rồi đó nghe. Nói dạ con nghe mấy năm rồi. Tại vì có lần tôi nói thẳng à, ai mà nghe pháp tôi mà nghe có an lạc, có sự hiểu biết đó thì coi như là cúng dường tôi là trả nợ tôi. Còn đừng có mới gặp mà cúng dường hay là chưa hiểu gì cúng dường, tôi thọ nhận tôi nhức đầu đó là mơ mốt. Ví dụ cái ai nói xấu gì tôi đó, cái cảm thấy là tiếc nuối là tổn phước. Tôi không muốn, tôi nghèo chứ tôi sống vĩ đại lắm Diệu Liên, không phải thấy tiền là đốt đâu. À, cho nên cái tôi nói ông nói không, con trả nợ thầy. Tôi là vậy có nghe pháp tôi không? Nói dạ con nghe những cái lời pháp thầy con có an lạc. Yeah. Thì tôi cũng nói vậy, nếu như mà những cái lời pháp của thầy giảng ra đó thì xin lỗi là phải văn tư tu như là sư ông Từ Thông hay nhắc. Yeah. Cái sợi ngày nay mà bảo tôi ngồi đó mà nói qua mị không, có khi nó cũng không đúng cái chánh giáo Như Lai. Yeah. Vì gì lời của Như Lai đó là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất diện ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Yeah. Bất cuốn là không có nói để mà phỉnh phà, nói qua mị. Yeah. Nói mà phải không có nói để dụ khị người ta nghe. Yeah, cuốn cuồng theo cái sự cuốn hút. Yeah. Cho nên tôi nói tôi là thẳng vậy đó. Có nhiều khi nói thẳng nhưng mà dễ nghe. Còn cũng một thằng nữa là thầy cũng muốn đá bớt ra. Đã bớt ra những cái tư tưởng cố chấp. Yeah. Có danh từ khó nghe nhưng mà nếu cố chấp thì thôi đi kiếm thầy khác nghe. Yeah. Tôi nói thật nhưng mà nhờ vậy đó mà thật sự đá nó cũng nhiều lắm rồi đó. Yeah. Nhưng mà rồi cũng có người tới. Ví dụ như bây giờ qua tách xịt đi, tự nhiên qua đây đâu có nghĩ rằng, hoàn toàn tôi không nghĩ rằng qua đây để tôi có tín đồ. Yeah. Vì cái số tín đồ của thầy các nơi như vậy đã đủ rồi. Yeah. Tôi cho đã đủ rồi. Các nước đều có tín đồ. Các nước tiến triển đó nghe. Yeah. Còn các nước không tiến triển tôi không biết sao. Thì như vậy thầy cần một cái á, không nhiều, mỗi người góp chút như chiến từ thiện này hơn 10.000 đô. Yeah. Và tạo ổn hết rồi đó.
Chỉ có cái ví dụ bây giờ mà quý vị cho thêm á thì để tôi ủng hộ cho cái phần phát sinh thôi. Chứ những gì nó cũng ổn hết rồi. Ví dụ vậy tôi nói thôi vậy là mình đã đủ rồi. Còn tín đồ cho nhiều cho đông mà họ không học đạo, họ không hiểu được lời Phật dạy thì được cái gì chứ? Rồi nó không khéo nó kéo cả dây quan trái. Mà trong cái Đức Phật nói rất rõ ràng á, cái cây khô mà chiêm chóc cái đậu nhiều quá thì cành sẽ gãy. Mình không đủ cái lực, không đủ cái lời pháp, không hiểu được cái lời dạy Như Lai mà mình đi mình mong thâu nhận tín đồ cho nhiều là coi chừng. Đó là quan trái. Cho nên kiếp này á, thầy nói thật các vị là thầy quyết chí là tự túc, và từ nay cho tới hết cuộc đời tự túc và không có quan trái. Còn những quan trái trước á, tôi phải trả cho xong kiếp tới đây nữa. Bởi vì thí dụ như qua cái vụ Bồng Lai, qua vụ Hòa Phương Hằng, tôi cũng thị phi ở trong đó. Mà mình chỉ vì cái tránh thôi, chứ mình đâu có phải mà mình thị phi làm cái gì. Nhưng mà để các người nó chửi với, nó kia vô tình vậy là gây quan trái với họ rồi. Cho nên tôi phải chuẩn bị một cái tư tưởng, một cái đạo lực. Cái bằng cái đạo, đạo, đạo lực của mình để mình chuẩn bị cái đời sau mình phải gặp. Đó, còn bây giờ những vị như cô này làm sao này mạnh ai nó đi. Đã hiểu rồi thì mạnh ai nó đi, bởi vì khi hiểu đạo thầy đâu cần dắt nhiều, nắm tay dắt nhiều nữa. Thì chỉ cần lâu lâu tới đây thầy trò rồi đào đạo. Đó. Nhưng mà nhớ một điều rằng hiểu đạo lại là một chuyện, nhưng mà hành đạo nó lại một chuyện. Chứ có khi hiểu cho nhiều nhưng mà đúng chưa đụng chuyện thì mình nói hay đó. Nhưng mà đụng chuyện rồi mình thực hành không nổi nha. Đúng rồi thầy. Rồi cái lý thuyết thì lúc nào cũng dễ. Cái mình nói ra thì lúc nào cũng dễ, nhưng mà khi mà đụng chuyện tới mình rồi á, bắt đầu mình mới biết là mình xử sự như thế nào. Thành ra khi mà con học đạo con hiểu á, cái giống như cái người A hay chỉ trích cái người B, hay nói với người B dạng vậy, cái lúc nói là tại vì mình chưa có ngồi vô cái ghế của họ, mình chưa ở cái cương vị của họ thì mình nói như thế nào cũng được. Nhưng một ngày nào đó mình ngồi vô cái cương vị của họ đi, mình là họ đi, nhiều khi mình còn ác hơn họ. Cái tôi, cái bản ngã. Con cứ tự, con cứ tự quán chiếu cái tâm của con. Con nói trời ơi, mình bị như cái người đó, chắc có lẽ là mình ác hơn hoặc là mình tham hơn á. Tại vì cái gốc con người mình là tham sân si rồi, cái đó là đã cái gốc rồi. Nếu mà mình vô minh á, mình không hiểu á, là mình càng ngày mình càng tham, mình sẽ tham hơn. Chứ mình không có thể nào mà không có cái tham đó được. Nên nếu như mà mình như họ, chắc là mình còn ác hơn họ. Con hay thường con nói vậy á. Thành ra những cái người mà họ nói, con nói đừng có nói vậy, khi nào mình như vậy, mình là chính cái lúc đó đi, cái lúc cái thời điểm đó mình gặp đi, rồi mình sẽ biết mình như thế nào. Thành ra con nói con đừng có một cái gì nè thầy, giống như là ai đó nói xấu thầy, con không có nghe, con không có tin. Cái gì cũng vậy hết á, cái gì phải tận mắt con thấy. Rồi cái người đó nói cho con nghe là giống như là cái lời của họ nhẹ nhàng thì con mới tin. Chứ mà giống như là nghe cái người đó nói cái con tin theo, thật sự là con không bao giờ con tin hết. Được con được có một cái đó là cái gì mình thứ nhất là mình phải thấy, mình phải nghe. Mình nhiều khi á con nói á, có nghe thấy cũng chưa đúng rồi. Dạ đúng rồi thầy. Để con kể cho thầy nghe. Con nói con xin họ lỗi thầy. Là cái chuyện đi toilet thôi. Thì cái người trước á họ đi không biết như thế nào. Rồi cái người thứ hai họ vô, họ đi thì họ đi ra. Nhưng mà cái người trước là họ bỏ tùm lum tà la. Nhưng mà mình không có thấy. Mình thấy cái người đi sau vô rồi họ ra, và mình cứ nghĩ cái người mới đi ra. Con nói đó thấy không? Nhiều khi á mình thấy như vậy đó, nhưng mà nó còn chưa phải là đúng nữa. Thì
có những cái nó vang phức trên cuộc đời này, con người tạo cái nghiệp á, tạo cái nghiệp nhiều quá nhiều đời á, cho nên người đó họ sanh ra có những cái quang khức á, kêu trời không thấu. Thật sự thầy cũng có bị tình trạng đó, nhưng giờ cũng đã từng kể nữa. Giống như tôi sanh ra nó không có phải là cái số đi tu, nhưng mà đi tu là do cái duyên gì đó nó may mắn. Tôi ý với cái bài sám ngã niệm á, bài sám ngã niệm nói để tôi đọc mấy câu hát cái hay nghe. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ linh hồi, di trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoạch ngộ di phong đắc xuất gia. Tới đó thôi. Cái nghĩa là vậy nè, ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp là con nhớ lại từ kiếp xa xưa của con. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, thất là mất chứ quay bãi nghe. Thất viên minh tánh là mất đi cái tánh viên minh, lạc mất cái tánh viên minh. Mình bỏ quên á, thất là quên á. Mình quên cái tánh viên minh, cho nên tác trần lao là mình tác là mình sanh xuống, mình xuống cõi trần lao này. Xuất sanh nhập tử thọ linh hồi, là mình ra vào cõi sống chết, xuất sanh nhập tử đó. Ra vào cõi sinh tử này, thọ cái linh hồi. Để rồi di trạng thù hình tao khổ sở, nó thay hình đổi dạng. Di trạng thù hình, di là dời đó. Giờ ví dụ kiếp này là nữ, kiếp sau là nam, kiếp này là trâu, kiếp sau là chiên vân vân, gọi là linh hồi mà. Di trạng thù hình tao khổ sở. Nhưng mà hai câu hay nè, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo. Chữ túc tư là nó có một cái duyên lành, nó túc phước nào đó, nó tư riêng nào đó. Thiểu thiện là một cái việc làm nhỏ nào đó, cho nên may mắn á, đời này mình được làm người. Túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoạnh ngộ di phong đắc xuất gia. Cho nên nhờ một cái ngọn gió lành, di phong ngọn gió lành, cho nên mình mới được xuất gia. Tôi nghĩ tôi vậy đó. Khi mà từ cái thời xuất gia 33 năm qua, nó có những cái quan trái. Thật sự nếu mà ngồi kẻ kêu trời không thấu. Nhưng mà mình nghĩ á, nếu mình chấp cái quan trái đó là do người làm cho mình thì cũng không phải. Vô quan trái có thành của phụ mà. Đây là do cái nghiệp của mình. Rồi nó sàn, nó lập, nó tới cái giai đoạn này, rồi nó mình đi con đường này thì nó phải thử thách mình như vậy. Dạ đúng rồi thầy, nếu mà thầy... Nó phải như vậy đó. Dạ. Cho nên cô biết không, nhiều khi thầy nghĩ thầy có những cái quan trái thầy khóc, tự tủi than, nhưng mà quan trọng cái ý chí của mình. Dạ đúng rồi thầy. Mình đừng khuất phục ý chí đó. Dạ, đúng rồi. Mình khuất phục là mình thúi gà có mù đề đó. Dạ. Ví dụ như qua Mỹ thầy nói nọ mình nó chụp mũ của tôi vụ đi ăn chơi bài bạc thôi. Thật sự ra nếu mà tôi giữ cái bản ngã, tôi khư, tôi quê đạo, tôi có thể bỏ đạo, tôi có thể hoàn tục, tôi có thể kia. Bây giờ tôi qua Mỹ rồi, tới giờ này nếu mà tôi cởi áo này là tôi dư sức sống mà. Chứ đâu phải mặc áo này tôi mới sống được đâu. Phải mặc cái áo này để tôi làm sự sống thì nó lại khác. Còn tôi hiện giờ tôi mặc áo này là vì tôi mến đạo. Tôi mới có lý tưởng tại mặc áo này mới ngồi nói chuyện Diệu Liên với cái vai trò một nhà sư để nói đạo. Chứ còn nếu tôi cởi áo này ra thì chưa chắc gì tôi cô nói chuyện đạo lý như thế này. Thì vì đạo cho nên tôi áo này. Nhưng mà nó quýnh sống gió nhập nhiều mà thấu, kêu trời cũng thấu. Đoạn đó tại vì thôi đâu có biết cái hoàn cảnh, thí dụ qua đây không đi làm. Nhưng tới bây giờ này á, nó cũng khiến ông nếu như hồi xưa mà tôi được cái may mắn, nhưng bây giờ tôi đi giữ bà già cách đây có 30 phút đi bộ à, là đâu có chuyện gì xảy ra. Nếu đi làm cả đêm thì thời gian đâu mà đi chuyện này chuyện kia. Ví dụ bây giờ thì cái giò nó đau và nó có việc làm nên được cái phước, còn ngày xưa không có phải đi tìm đi kiếm việc làm ăn nhờ ở đậu nữa đó. Cho nên nhưng mà thôi, quan trọng mình. Nếu như mình té dưới đất thì phải cõi đất đứng dậy. Đạp gai thì chỉ lấy cái mũi nhọn mà lễ thôi. Chứ không có thể là đạp gai mà đi lấy cái đầu tà, cái bóc tai mà lễ được bao giờ. Đạp gai là phải lấy gai lễ hoặc lấy cái kim lễ. Chấp nhận đau để nặng cái gai ra. Đã té đất phải cõi đất đứng dậy. Nhờ những cái lời thẳng thắn của giáo lý đạo Phật đó đó,
Anh nói, ồ, trên đời này trò chơi không à. Yeah. Rồi cuối cùng là những người trí họ tự tìm tới mình, chứ có gì đâu mình phải lo. Yeah. Biết đâu đây là một cái cơ hội để đánh dẹp hết những cái thứ mà tầm rù của đế và thiện nha. Khi mà tôi mạnh mẽ lên vậy là tôi sống nổi dùm đi. Đây là thầy trò cũng để trong nhà học giáo pháp sẽ ông Từ Thông. Cho nên nó mạnh miệng nói như vậy. Yeah. Còn nếu như người không biết thì nói gì nó nói mình ngã mạng. Yeah. Mà con nói thầy nè, nếu như mà thầy không có thử thách như vậy á, thầy đâu có nhận ra được nhiều thứ khác. Không, đúng rồi, không nhận được. Không thấy cái hay của đạo lý đâu. Yeah. Cái gì nữa mình phải đau, mình mới biết cái đó nó đau như thế nào. Ừ. Chứ mình, người ta nói mình đi. Không, nó cũng là cái đau thôi. Ừ. Chứ như thầy thấy cái đau của phỏng lửa nó khác, mà cái đau của kim chích nó khác, mà cái đau của mình bị đánh vô nó khác, mỗi một cái nó đều khác nhau hết. Bây giờ con nói cái đó là cái sự thử thách của thầy, để cho thầy nếu mà thầy vượt qua thì thầy sẽ lên bờ, hạnh phúc vô cùng. Còn mà thầy không vượt qua thì thầy vẫn ở một cái mức đó đúng. Thôi, nó không thể nào hơn được. 10 năm 20 năm sau nó cũng không lên được. Dạ. Yeah. Mà khi mà nó vượt qua được một cái rồi nó thấy hạnh phúc vô ngần nghe. À, hiểu được vậy á thì tôi mới thoải mái tôi nói chuyện. Con nói với thầy, con nói chắc lẽ là con là cái người mà chắc là nó là hiếm đi. Con nói thiệt với thầy là từ hồi đó giờ con đi không biết bao nhiêu cái chùa, nhưng mà con không bao giờ con biết chủ trì chùa của cái chùa đó là ai. Hay, ổng đi sao mà không có phiền não. Con chỉ đến đó, con thắp nhang, rồi con đi tham quan. Xong rồi trong chùa có cái thùng tam bảo, thì con có cúng dường trong đó. Tại vì cái cúng dường đó là cái chùa người ta đã có cái công người ta dựng lên. Ừ. Thì một cái thời gian sau á, cái chùa nó sẽ hao mòn, nó hư hao cái này. Mình cúng một ít phước này, tiền này á, là để người ta trùng tu, người ta sửa chữa lại cái ngôi chùa. Là xong rồi vậy là con đi về thôi. Mà nếu như con biết cái thầy đó là cái trụ trì chùa đó là con nghe trên mạng, là giống như thầy Thích Phước Tiến là của tu viện Tường Vân. Ừ. Rồi con nghe của thầy Thích Trí Huệ là của chùa Pháp Tạng. Ừ. Thì con nói thầy nghe là con biết đạo Phật là từ năm 2000, con là con sanh năm 77. Ừ. Con biết đạo Phật năm 2000. Thì ngày xưa là có những cái đĩa chứ không có YouTube như bây giờ là mình muốn nghe gì mình nghe. Hồi xưa là những cái đĩa thì thích theo, nghe đĩa thì mua đĩa về nghe rồi sau này á bắt đầu mới có YouTube rồi mới là nghe YouTube. Thì con nghe rất là nhiều thầy, nói chung là thầy nào trên YouTube đã lên YouTube giảng là con nghe. Nhưng mà trong cái lòng con lúc nào con cũng ước ao một điều là cho con đạt được đúng chân pháp như Lai. Tôi gặp minh sư được truyền trai chánh pháp. Dạ. Lúc nào con cũng khao khát. Có nhiều người nói chứ, họ đi một cái thầy đó, họ tôn kính một thầy đó và họ không nghe một thầy nào hết. Cái con nói chứ, cái quan niệm của chị như vậy, nhưng mà cái quan điểm của em lại khác. Ngày xưa mình đi học ở trường, mình học rất là nhiều thầy cô giáo. Mỗi một người dạy mình một môn, mỗi một người dạy mình một cái hay. Như các thầy cũng vậy, nhiều thầy, mỗi một thầy có một cái hay. Mình nghe, nhưng mình không có cuồng đi theo họ. Cái gì họ nói đúng, mình nghe. Cái gì mình nói, họ nói sai, chị nghe nhiều thầy, chị sẽ lọc được cái sai. Và chị sẽ tìm được cái đúng, chị nghe. Thì cái suy nghĩ con nói với chị đó, cái suy nghĩ của em là vậy. Em nói là chị phải nghe em, nhưng mà cái suy nghĩ của em là như vậy. Một số người ta mất cái căn bản ban đầu. Yeah. Tại vì căn bản ban đầu ngay cái vị thầy á. Giống như bản thân thầy Thiện Tài ngày xưa ấy, khi mà tôi chưa đi học Phật á, tôi làm thầy thôi. Yeah. Tôi muốn Phật tử đất của mình. Yeah. Phái quy y gặp ITV cũng quy y để Phật tử của mình. Yeah. Vì bảo thủ của mình đó mà không muốn đi chỗ nào. Thứ nhất á là tại sợ đi nó nghe thầy nào hay hơn mình thì nó trở lại nó chê mình. Yeah. Vì những cái bảo thủ mà nó hư bọc nó được á. Còn sao khi học đạo hiểu rồi á, trời, cái luật mà Phật tử đi quy y đâu phải quy một ông thầy. Yeah.
quy mười phương Phật pháp tăng. Thì trong quy cái đó là quy là tăng ở chùa nào, xứ nào, quốc gia nào cũng phải kính trọng. Nhưng mà cái vậy cho nên sai là sai cái ban đầu. Cho nên cái vị thầy mà không thoáng á, không mở ra thì Phật tử nó cũng không mở ra nổi. Mà chỉ trừ Phật tử nào mà nó muốn bộc phá đó, nó muốn thay đổi, nó thấy rằng họ có trình độ thế nào, tại sao theo thầy này nó chưa có kết quả. Hoặc là họ tình cờ họ bộc phá, họ đạp tan phòng lên, họ thấy rằng thế theo đạo là phải có an lạc, phải có trí tuệ, phải có giải thoát và giác ngộ, thì lúc đó họ tự đạp phá, giống như họ đạp cái bào thai để ra khỏi cái thai nhi để trở thành một ra ngoài hư không vậy. Nhưng mà bây giờ đã có đó, những người mà trình độ gọi là kiến chấp, gọi là cái bằng một là chủng tánh ngoại đạo, hai là bất định chủng tánh. Nhưng chủng tánh nó khó đổi thay lắm. Khó lắm thầy ơi, khó. Bản thân ở nhà con, mẹ con cũng vậy. Mẹ con hôm nay là bà 80 mấy tuổi rồi. Nhưng mà giống như là những cái gì mà con nói là bà không tin. Giống như bà chỉ tin là giống như là cái tin hồi xưa giờ rồi bà không thay đổi được, giống như là phải cúng kiến rồi phải cầu nguyện, rồi kiểu như là phải cầu an rồi phải cầu siêu. Con nói là khi mà ba con mất á, thì mẹ con nói là cúng dường chay tăng để mà cho ba con siêu thoát. Con mới nói là mẹ không cần cúng đâu, mẹ không cần cúng cho ba đâu. Tại vì á, nếu như mà ba mà đói á, con ăn mà ba con no thì mẹ làm, con cho mẹ làm. Còn ba con đói mà con ăn ba không được no thì cái cúng cầu siêu này nó không có cái kết quả. Nhưng mà mẹ con không nghe, mẹ con cứ nghe cái thầy nói là người chết là phải cầu siêu, là phải kiểu gì cúng gì để cho người siêu thoát. Xong rồi con thường nói với ông xã con là nếu mà em mà ra đi trước anh á, thì cái việc mà chai cho em á làm hết sức là đơn giản. Đơn giản đến cái mức độ mà không thể nào đơn giản được nữa thì anh làm. Em không có cần các cái thầy phải là cầu siêu hay là phải đến nhà phải tụng hay là phải đưa em lên chùa, em không có cần. Vì khi mà em sống em sẽ chuẩn bị cái con đường cho em đi rồi. Rồi khi mà em chết á là anh cứ quả táng. Rồi anh quả táng mà anh thích á, anh lên anh lấy cho cốt về, anh không thích thì anh cứ để người ta làm gì người ta làm. Mà nếu mà anh có đi lấy về thì trong vườn gốc cây nào anh cứ rải cát bụi về đi cát bụi. Rồi không có cần phải 7 thất, 7, 7, 4, 9 ngày, 1 thất 7 ngày phải cúng. Tới thì phải cúng rồi phải để tang. Em không cần làm gì hết. Cứ anh, cái thuận cái thời gian của anh cứ làm. Thật sự tất cả đó là tập tục văn hóa mà thôi. Dạ. Yeah. Rồi khi đạo Phật mà truyền các nước thì phải tùy thuộc theo người ta. Chứ thật sự là nếu ngày xưa Đức Thế Tôn đâu có nói là vô tịnh phạn chết rồi 7 thất 7 tuần hay là kia, rõ ràng thấy rõ ràng không? Do tùy nghiệp mà thọ sanh. Tùy nghiệp. Còn mình sống đây là tùy nghiệp mà nó hình thành ở cái cuộc đời. Nhưng mà điều đấy thật sự nói vậy mấy người hiểu đâu, dù đi. Đại đa số ta không chấp nhận như vậy, bởi vì ta nghĩ là nghi lễ nó đi liền với tôn giáo, vì người ta chấp nhận đạo Phật là tôn giáo, người ta không nghĩ đạo giáo. Còn ví dụ thầy trò huynh đệ mình đó, biết đạo Phật là đạo giáo thì nó mới là cái tư tưởng, cái mang tư tưởng như vậy được. Còn người ta nghĩ là đạo Phật là một tôn giáo, đã ra tôn giáo thì bắt buộc phải có nghi lễ. Mà cái nghi lễ thì bây giờ nó phải bài ra cái này, bài ra cái kia, bài ra cái nọ. Ví dụ tôi thấy á, những cái người tôi coi thôi nói là không dám nói chùa nào. Thấy mới gần đây có chùa Khánh Thành rước mấy ông thầy ông đó ré, rồi cái lạp đi về Việt Nam mua cái bài gì nó bán rẻ mà chợ mà tiểu rồi chợ lớn á. Rồi cái ghi tên là phục gì trong linh gì đó, là những người con, những người vợ nổi bưng, rồi mấy thầy mới căng miếng vải ra dài mấy mét rồi. Rồi bưng cái để miếng vải đi qua trời, tôi nói tôi bọc ốc lên cái đầu linh ở đâu mà
mà ngồi trong cái bài vị đó mà đi ngang miếng vải đó. Yeah. Mà miếng vải rất có nó ba lớn. Hiểu hỏi thiệt thì nó ba lớn. Yeah. Mà nó ba lớn thì sao nó chung vô cái bài vị nó làm gì mà nó không trời mình nói không được. Mà nói là chửi nha. Yeah. Đó là cái mô hình để kiếm ăn. Yeah. Nên tôi nói ví dụ bữa nay chủ nhật nãy qua tôi nói với ông sư đệ đó, không biết thấy anh huynh đệ mình vĩ đại này, đi chủ nhật chùa nào cũng phải làm lễ. Đi cái tôi xách xe chạy qua tôi phản đáp chơi ổng thì phản đáp tại chùa ổng thì ổng làm lễ chỉ có thứ ba thứ sáu thứ bảy tối tụng kinh thôi, chủ nhật không có. Tôi nói thôi cũng mừng đi, vậy nó đỡ cũng có lý để nói một chút. Chứ nếu mà ông sư đệ tôi mà ông rùm rà quá tôi cũng ngặt nữa đó. Cho nên vì vậy đó thôi thì chuyện ông lo, nhưng mà về tương đối được nè, nó kiểu nhật cũng rất là thảnh thơi. Thầy thấy cái mình đi theo con đường của Phật á, mình không có bị ràng buộc nhiều thứ. Mình kiểu như mình rất là an lạc, mình rất là hạnh phúc. Cái mình làm cái gì mình biết mình làm cái gì. Con nói chứ đạo Phật dạy cho con người là cách sống hiện tại mình có an lạc, mình hạnh phúc, chứ không phải là phải cúng kiến, phải cầu phận, phải gian sinh, phải làm chùa này, phải đắp cái tượng kia. Phật đâu có dạy mình à, tội cho những người mà tu mà mê tín á, gần chết mà đi để cho người khai thị á. Tôi nói cái còn sống ràng ràng là có khi tôi khai thị không nổi nè. Thầy nói khi mà chết thì nằm ở đau nhất khắp phố mà khai thị. Trời ơi vậy mà họ làm được nó hay. Cho nên tôi sợ dữ lắm, tôi nói cái nhiều tôi nói quá đây là sợ chết chắc cũng khó chết nha. Thường thường người nói quá khó chết. Tôi nói tôi sợ đâu mà tôi trăn trối, tôi viết di chúc rồi đã nghe. Tôi trăn trối di chúc hết trơn rồi, bắt buộc phải ký rồi đó. Là tôi lỡ có nằm đó cũng không ai lại khai thị tôi nữa. Những cái gì tôi nói mấy chục năm qua, nay là tôi giảng 28 năm á. Mấy 28 năm qua cho tới cái ngày tôi chết đó là tôi đã khai thị cho tôi rồi. Tự khai thị cho mình, rồi khai thị cho người. Thì mình biết Phật nó cái gì và mình biết mình sẽ đi về đâu. Thật sự ra chắc chắn là như tôi á, thì có bò ngang cái chỗ mà gọi là từ Bồ Tát trở xuống đi ngang qua chứ thành Phật tôi chưa thành Phật nổi. Nhưng mà có đọa trong ta đọa ác đạo thì tôi chưa đến nỗi là đọa. Thì tôi từ con người cho tới trời, cho tới sinh văn, duyên giác, Bồ Tát trở xuống là chắc ăn rồi đó. Bởi vì mình vẫn còn luân hồi, nhưng mà luân hồi trong ba thánh trên và ba thánh ở giữa là tình là người A Tu La trời. Rồi sinh văn, duyên giác, Bồ Tát. Còn ba cái dưới mình không có, cái thói dối trên mình chưa tới. Chắc chắn là mình còn luân hồi. Và nhưng mà mình đang cái chiều hướng tu hành là mình phải có đi ngang cửa bậc thánh. Mình biết như vậy rồi, một là quyết định giải thoát thì phải tu cái con đường sinh văn, mà nếu muốn giác ngộ thì phải tu con đường Bích Chi Phật và Bồ Tát. Tuy nhiên giác ngộ không phải cho mình, mà cho mình lẫn cho người. Thì như vậy phát cái nguyện độ sanh thì phải đi ngang con đường Bồ Tát. Còn nếu mà chỉ giải thoát cho riêng mình thì phải đi ngang những cửa sinh văn thôi. Đã đủ. Nhưng mà bây giờ thật sự ra là Đức Phật đã vỡ trách là Phật nói rằng từ bấy lâu nay ta nói cái pháp tam thừa nhưng mà chưa đủ, nó chỉ có nhất thừa thôi. Nhất thừa là con đường thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải độ sanh. Không độ sanh còn sao thành Phật, không làm tròn trách thì sao thành Phật. Cho nên đó, đừng có nói là mình tu giải thoát mình không có. Dây mơ rễ má ràng buộc quan trái bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình làm cho nó hết rồi là thành Phật à. Giải quyết cho nó hết đi chứ đã. Giống như là nói là khi mà nó một cái tách nó hoàn thành thì cũng phải bao nhiêu thứ ở trong đó. Chứ đâu phải nói cái tách là cái tách không đâu thầy. Giống như là nó phải có nhiều, nhất có nhiều thứ là đất nước rồi cát đá, không nó hết được, nó trùng duyên khởi. Ứng cái gì đó gọi là y tha duyên nghi sanh khởi. Y tha là nó nương không biết bao nhiêu thứ mà duyên nghi sanh khởi. Cho nên do mình là tùng nghiệp phát hiện ứng sở chi lượng. Do mình thấy nó, mình hiểu nó ra thôi, mình biết nó như vậy thôi. Nhưng biết nó như vậy là nó như vậy đó. Chứ giờ cái này mà kêu cái tách nó cũng không đúng, mà không kêu cái tách kêu một cái gì. Cho nên buộc lòng cái này là phải biết kế sở chấp.
mình bị cái y thai y sinh khởi cho nên phải bị cái biến cái sở chấp. Biến cái sở chấp là mình phải đặt cho nó cái tên. Giống như Diệu Liên, về cái gì Diệu Liên? Nó không có. Tên ngoài đời cha mẹ đặt nó cũng không có thật. Mà tên pháp danh nó cũng không có thật. Tôi đi thẳng tiếp cái thân này nó không có thật. Sống chơi hả? Đừng làm chơi, ăn chơi, ngày đừng chết chơi. Con nói cái chỗ khi mà nghe được cái tá của sư ông á, con nói chứ trời, bây giờ mình tìm được đúng cái chánh pháp rồi, đúng sư ông rồi, mà đúng là con nói là giống như là cái duyên muộn, nên ngày xưa mình ở Việt Nam mà sư ông giảng ở trong chùa Vĩnh Nghiêm mà mình không biết, mà từ nhà mình chạy đến chùa Vĩnh Nghiêm thì có 15-20 phút mà mình không biết. Cái xác bên không gặp chứ đừng có 15 phút rồi Đức Phật tại thế đó. Ông Tu Bạc Đà La đó, Tu Bạc Đà La đó gặp Phật hàng ngày mà không bao giờ lại Phật, không bao giờ kính Phật, không bao giờ cúng dường Phật. Cho nên tới vị Phật mà sắp sửa mà gặp đại bát Niết Bàn, nó mới được cho đủ. Còn Niết Bàn mà Phật có thành tựu từ khi thành Phật với con Bồ Đề rồi, chứ mà gọi là nhập đại bát đại Niết Bàn á, một hai người kêu đòi gặp Phật, các vị đệ tử Phật đó, cái ông già bắt dịp đệ tử bao nhiêu năm trời Phật ngày nào cũng gặp ổng, không có bao giờ ông dòm tới Phật đâu mà giờ này, thấy không? Nó phải đúng ngày đúng giờ, nó phải đủ cái nhân duyên. Không duyên có cách nào đạo được. Bởi vì cái chữ đạo Phật, giáo lý đạo Phật là nhân duyên, mà chân lý đạo Phật là nhân quả. Hai cái chữ rõ ràng, một bên là giáo lý là không rời nhân duyên, mà chân lý là không rời nhân quả. Đó, giáo lý đạo Phật phải phân định rõ ràng. Thôi gặp nhiêu đủ rồi. Rồi nhà ở gần đây không? Dạ, nhà con chạy, hồi nãy con chạy đến đây khoảng 20 phút. À, vậy lâu lâu thì tới thăm tới thăm là vậy đó. Rồi giờ bữa nay thầy không có gì biếu hết trơn. Con cũng rồi, không có gì biếu thầy đâu, con có không, chút quà không, con mua cái chậu lan cứu Phật được rồi. Rồi bây giờ đi về đi làm ha, sao một tuần đi làm mấy ngày? Dạ một tuần con đi làm 6 ngày, con nghỉ được một ngày chủ nhật thôi, nên con có quà, con gọi biếu thầy gọi là uống trà. Thôi Diệu Liên, có thầy nói hồi nãy không phải là thầy chê. Không, bây giờ là con cái lớn chưa? Dạ con năm nay lớp 12 rồi, có một đấy, để tiền giờ thầy nhận rồi thầy cho lại cho tiền nó đi học. Dạ, đi tới đây là vui. Dạ, nói đạo lý vậy là thiệt lòng của nó thiệt. Con nói thì con chỉ muốn gửi tiền thầy uống trà thôi, còn tiền học của con thật sự mà nói với thầy mừng là con học rất là giỏi và cũng có được cái học bổng của trường, nên là thầy không phải lo chị đâu. Thôi vậy nó cũng nhờ cái phước của mẹ đó. Thầy. Thôi vậy nói về từ chối cũng không được. Dạ. Nhưng mà mới tới đây học đạo là chính nha. Dạ. Rồi ví dụ như nói thiệt là lâu lâu dù có đi ngang chợ á, tại tôi không biết lái xe. Dạ. Ngang có mua rau mua cải liền cho tôi ăn bữa hai bữa là được à. Dạ. Chứ đừng nghĩ là phải có tiền mới được nha. Dạ. Chị con nói là hôm nay con đến thì con biết là giống như là sáng tham là con đi chợ, nếu mà con có thời gian thì con hỏi ồ thầy có cần gì không thì con sẽ mua. Giống như tôi nhớ là hành hẹ tỏ nén tôi không có ăn, rau muống tôi không có ăn. Ví dụ cái đi mua là lâu mua mấy cây rau dền ha, rau mồng tơi hay là mướp hay là bí đao thì cũng ít ăn nữa. Rồi khóm, tôi thích ăn khóm nhiều nhất. Khóm kho không được, nấu bên chua không được. Dài cổng giá vậy là tôi vui. Thì coi như giờ cùng một thầy là Đức Thế Tôn, cùng một vị giáo thọ là Hòa Thượng. Rồi giờ tôi như đàn anh vậy. Thì đó thì cứ lâu lâu tới thăm thì tôi cũng không phải là than thở là không có mấy người đồng hành. Thành ra là ở gần đây thì thương thầy vì cái đạo, lâu lâu tới thăm mình tôi quý à. Con đến đây con thấy vậy là con mừng cho thầy lắm rồi. Rồi thầy đó, dạ đó. Có đạo hữu dạ. Hôm nay sư ông từ dạ. Đó tôi đã học được hết chứ với sư ông. Dạ. Cái lớp thầy là lớp cuối cùng á. Dạ. Sao với sư ông hết dạy nổi. Dạ. Còn sư ông Thích Nhất Hạnh thì thật sự mình nói thì cái
của chị ông cao quá nên con không, thật sự không, ông rất rất gần gũi, nhưng mà tại vì cái giọng nói với hai nữa là cách trình bày là trong là theo phương Tây. Chứ còn sư thật sự giáo lý sao Đức Hạnh rất gần gũi, thật sự sao Đức Hạnh sao tương tự không thì sao đâu có khác nhau. Nhưng mà cái mỗi người có cái sở trường. Sư Đức Hạnh thì cái văn viết rất hay. Cái trình bày thì dễ buồn ngủ. Vậy thôi, còn sư tương tự cũng dễ buồn ngủ, và nhưng mà nhờ cái đạo lực. Còn là xong chứ về thiền thôi vậy đi. Cứ cái nào hay mình học. Còn tu đắc là mình. Thầy ơi, mong làm người còn không biết có được không? Nếu nếu có duyên đông đông á, thầy cứ ông đông đông tính nữ, đông đông phải là đông gì, 3-4-5 vị đi. Rồi tôi sẽ dạy lại một kinh Thắng Mang. Tại kinh Thắng Mang rất hay cho giới nữ luôn. Con cũng chưa bao giờ nghe cái bộ kinh đó. Bộ kinh nó cao tột. Nếu mà cái chí khí mạnh mẽ như những Phật tử mà tín nữ mà học đạo như vậy á, mà không học bộ kinh Thắng Mang uổng lắm. Thắng Mang hay tại vì của chúng ta là chủng tánh đại thừa. Con của vua Ba Tư Nạp. Thầy nói thì con về con nghe trước. Con nghe trước cái bộ kinh đó rồi xong rồi hôm nào thầy có duyên thì được được hội tụ thầy. Không biết có duyên giảng lại không? Tôi chỉ mong nếu mà được 5 người nữ trở lên. Chứ là 1-2 người thì ít quá hay không? Cho con hỏi này nè, hồi nãy thầy nói thầy đi bác sĩ mà qua đây thầy có tìm được bác sĩ chưa? Ngày mai thầy sư đệ tôi đi đâu tôi đi đó. Tại vì ông có xe ông đưa đi chứ tôi đâu biết cách. Bây giờ có một cái người bác sĩ ở trên Missouri City, Sugarland á, thì cái ông bác sĩ đó là người Việt Nam. Con đã đi rồi 2 lần rồi, rất là giỏi và rất là tận tình. Thì thầy ngày mai thầy cứ đi. Rồi xong rồi con sẽ lấy cái địa chỉ đó đó con gửi cho thầy. Không, ngày mai tôi đi là quan trọng cái chân. Cái vụ accident gì đó, vụ tai nạn trước. Rồi sau đó cái chuyện sức khỏe thì chưa tính tới. Ngày mai lo dụ cái chân là bị gì, cứ mỗi chiều nó đau lắm. Rồi hạ trời trở lạnh thì cái xương sống nó giật từ xương sống như nè. Cho nên là nãy như qua đàm thử mới kéo được có mấy xe đắt chứ là thấy nó đau trở lại. Rồi thôi vậy đi, của rồi uống miếng trà thôi, cũng không có gì đãi ăn uống quá. Để bữa nào thầy có bánh có chuối rồi kìa, nhưng mà cô đến từ nhà cô xuống đây 20 phút hả? Hồi thì cô không xa. Rồi cứ để đi, rồi thôi lo đi về. Hôm nào con đi chợ mà con thấy lá chuối mà rẻ con sẽ mua cho thầy. Mà đá nha thầy, lá chuối đông đá nha thầy. Đúng rồi.